hội thảo luận tại tổ về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Cho ý kiến về vấn đề rút bảo hiểm một lần, nhiều ý kiến cho rằng vì nhiều lý do khác nhau, số người rút bảo hiểm một lần đang ngày càng tăng và bảo hiểm xã hội gần như đã trở thành cái phao cứu sinh cuối cùng khi người lao động lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, điều chỉnh như thế nào, lựa chọn phương án nào thì cần cân nhắc kỹ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Liên quan tới các quy định về xử lý vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhiều đại biểu băn khoăn đây là vấn đề đã được nói nhiều ở các kỳ họp trước nhưng cho đến nay vẫn chưa xử lý được. Một số đại biểu cho rằng chế tài chúng ta đã có, quan trọng là hiệu quả thực thi của các cơ quan có trách nhiệm. Khi hôm trước thảo luận hội trường thì đồng chí Bộ trưởng có nói là cái việc xử lý những cái việc này rất khó. Nhưng mà sau đó thì cũng có nhiều đại biểu cũng đã nói, tức là thực ra mà nói đối với chúng ta những cái chế tài mặc dù là chưa được quy định trong luật. Nhưng mà ngay sau khi luật bảo hiểm xã hội ra đời thì các cái cơ quan nội chính tư pháp đã ngồi với nhau và đã ban hành những cái văn bản hướng dẫn để mà xử lý những cái hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Nên là tôi cho rằng cái việc này nó vướng mắc hiện nay, nó về mặt pháp luật là tôi cho là nó không đáng kể, không có gì vướng mắc. Mà cái chính là cái thái độ của những cái cơ quan mà đã được giao cái nhiệm vụ đại diện. Đối với cái trách nhiệm của mình, đối với cái hành vi chậm trốn đóng này nó như thế nào và có kiên quyết xử lý không? Tính đến tháng 6 năm 2023 thì cả nước chúng ta thì có khoảng độ trên 300.000 đơn vị thì chậm đóng bảo hiểm xã hội, và tính theo cái số người lao động thì nó khoảng độ là tầm 4,5 triệu người lao động bị trốn đóng hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội, và cái điều này nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới quyền lợi của những cái người lao động. Ở đây thì chúng tôi cho rằng là nó cũng có nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân từ phía các cơ quan nhà nước thì cũng chưa thực hiện tốt cái trách nhiệm quản lý nhà nước, từ cái việc mà chúng ta thanh tra kiểm tra rồi xử lý vi phạm thì chưa thực hiện tốt. Cái tính tuân thủ của người sử dụng lao động thì cũng tính tuân thủ là còn kém, của một số trường hợp là còn kém, và cũng chúng ta còn thiếu cái cơ chế để người lao động theo dõi, giám sát người sử dụng lao động tham gia cái bảo hiểm xã hội cho mình. Đối với chế độ dành cho người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, các ý kiến đại biểu cho rằng đây là một điều mới, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, trong dự thảo luật quy định chưa cụ thể về cách tính mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng này. Cần xem xét quy định cụ thể cách tính trợ cấp hàng tháng, phải căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người dân và có điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng tương tự việc điều chỉnh lương hưu khi có sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Như vậy nó sẽ góp phần khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hạn chế được cái việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để bổ sung chính sách khuyến khích đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội sớm và ở lại lâu dài với hệ thống theo hướng tương tự như việc quy định quyền lợi mở rộng hơn đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên, hoặc điều chỉnh mức trợ cấp một lần từ 0,5 lên một lần của mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sáng ngày 2 tháng 11 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đón Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC kiêm Cao ủy Thương mại EU Vandis Dombrovski đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC vui mừng nhận thấy, với bề dày hơn 30 năm quan hệ ngoại giao và đặc biệt là 10 năm triển khai quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện, Việt Nam và EU đã đạt nhiều bước tiến lớn về hợp tác trên mọi lĩnh vực, đánh giá cao sự hợp tác tích cực và chặt chẽ ở các cấp giữa hai bên trong thời gian qua. Trong đó, quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam-EU phục hồi và tăng trưởng tốt bất chấp khó khăn do COVID-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng. Tính bổ trợ đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ, nhất là từ khi hiệp định EVFTA đi vào thực thi. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU tại ASEAN. Thương mại hai chiều năm 2022 đạt 62,4 tỷ đô la Mỹ. EU cũng là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam với 2.535 dự án đang hoạt động và vốn đăng ký hơn 29 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 9 năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác tin cậy quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của mình. Thủ tướng đánh giá cao việc EU coi thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong ba trọng tâm của chương trình hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2021-2027. Cảm ơn EU tiếp tục ưu tiên và dành 210 triệu euro viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2021-2024 cho Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngài Phó Chủ tịch có tiếng nói tích cực, vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư nhằm tạo động lực đẩy mạnh đầu tư hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Thủ tướng đề nghị EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, phát triển nghề cá bền vững, phù hợp với lợi ích sinh kế của ngư dân Việt Nam. Việt Nam đang nỗ lực hết mình triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt về việc này. Để triển khai hiệu quả hợp tác Việt Nam-EU, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, EU thúc đẩy triển khai hiệu quả và hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thực thi Hiệp định EVFTA, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU thuận lợi, nhất là hàng nông thủy sản. Trong đó, EU hỗ trợ hàng hóa Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn cao của EU, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-EU sớm đạt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC kiêm Cao ủy Thương mại EU Vadis Dombrovskis bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp và sự phát triển năng động của đất nước Việt Nam, đánh giá Việt Nam đang trở thành một trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài. Ông nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của EU cũng như các nước thành viên và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa EU và Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư. Chia sẻ lập trường của ASEAN về Biển Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất. Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới các nhà lãnh đạo EU, cho biết Việt Nam sẵn sàng đón các lãnh đạo EU thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tiếp tục chương trình là những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có, sau khi đã được giảm hoặc và khấu trừ theo quy định của pháp luật, trừ số tiền thuê đất được giảm theo quyết định số 01 ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2023 không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay từ 20 tháng 11 năm 2023. Theo Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại mới có khoảng 83 tỷ đồng được một số địa phương giải ngân trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Để giải ngân hiệu quả gói tín dụng này cần sự chung tay của các cấp. Hiện nay đã có 20 tỉnh công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là gần 26.000 tỷ đồng. Một số dự án nhà ở xã hội đã được giải ngân với số vốn hơn 83 tỷ đồng. Với kết quả bước đầu này, Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc triển khai đề án còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn sắp tới, cần sự chung tay vào cuộc một cách đồng bộ của các cấp chính quyền, các hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Kết thúc 10 tháng năm 2023, xuất khẩu một số mặt hàng nông lâm thủy sản tiếp tục giảm. Tuy vậy thì toàn ngành vẫn xuất siêu và đóng góp quan trọng vào giá trị thặng dư tổng xuất khẩu của cả nước. Thông tin tới báo chí vào chiều ngày 1 tháng 11, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp vẫn sẽ về đích đúng như kế hoạch. 10 tháng qua, nhóm ngành hàng nông sản đạt giá trị xuất khẩu 21,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%, trong đó gạo và rau quả là hai mặt hàng tăng mạnh nhất, lần lượt là 34,9% và 78,9%. Trái ngược với nhóm nông sản, xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực lại tiếp tục giảm sâu, trong đó thủy sản giảm tới 20,5%, lâm sản giảm 19,3%. Mặc dù vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 10 tháng đã đạt 43,8 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đạt 9,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Cái xuất siêu giúp cho nền kinh tế có ngoại tệ để nhập trang thiết bị, máy móc và để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế và năm nay chúng ta biết rồi là tăng tới 26,2%. Thế và chúng tôi hy vọng và sẽ cố gắng để hai tháng cuối năm, tháng 11 và tháng 12 thì xuất siêu nó sẽ cao hơn. Thế và góp phần vào cái xuất siêu của toàn nền kinh tế.
Hai tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát sao tình hình sản xuất, biến động thị trường, đặc biệt là các mặt hàng đang chịu tác động lớn từ thị trường thế giới, hướng dẫn các địa phương điều tiết kế hoạch sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, theo dõi tình hình giá cả, nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, báo cáo Tổ điều hành thị trường trong nước và Ban chỉ đạo giá của Chính phủ, phối hợp với các địa phương hỗ trợ kết nối, thúc đẩy chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản vào vụ thu hoạch. Theo Tổng cục Thống kê, thì trong tháng 10 năm 2023, cả nước có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là hơn 125.000 tỷ đồng. Cùng với số doanh nghiệp thành lập mới là số lao động đăng ký gần 131.600 lao động, tăng 21,7% về số doanh nghiệp, tăng 7,4% về vốn đăng ký và tăng 64,3% về số lao động so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, tăng 18,5% về số doanh nghiệp, tăng 17,7% về số vốn đăng ký và tăng 71,2% về số lao động. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Long An, Tiền Giang rà soát các trạm dừng nghỉ đang đầu tư xây dựng khai thác trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo Bộ Giao thông Vận tải, do hệ thống pháp luật về đầu tư trạm dừng nghỉ còn hạn chế nên thực tiễn đầu tư, khai thác trạm dừng nghỉ còn bất cập, chưa đồng bộ, hiệu quả. Bộ đề nghị các địa phương trên giao một cơ quan chức năng của tỉnh làm đầu mối, phối hợp với chủ đầu tư trạm dừng nghỉ để báo cáo về tình hình đầu tư, khai thác các trạm dừng nghỉ, gửi Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp, phục vụ công tác kiểm tra, rà soát nhằm đảm bảo theo đúng quy hoạch và có giải pháp khai thác đồng bộ. Quản lý phạm nhân trong quá trình thi hành án, đồng thời giáo dục pháp luật để họ nâng cao nhận thức về những vi phạm của mình, cải tạo tốt và sớm trở lại với cộng đồng. Đó là những công việc bình thường của những quản giáo tại trại giam. Tuy nhiên, thì ở các quản giáo ở trại giam Ninh Khánh thuộc Bộ Công an còn phải đảm nhiệm một công việc vô cùng đặc biệt, đó là trở thành những thầy cô giáo xóa mù chữ cho các phạm nhân. E-E-G-H đứa đa sắc đá, bệ đá. Giang gà, bể cá, ha hà hê, hà hê. Cũng E-A đánh vần từng chữ cái như trẻ mới vào tiểu học. Những phạm nhân này say sưa theo từng lời của những thầy cô trong cảnh phục xanh. Các học sinh trong lớp học đặc biệt này tuổi từ 20 đến 60 thuộc nhiều dân tộc, hầu hết là dân tộc thiểu số và phần lớn là trọng phạm nguy hiểm. Và họ đều có điểm chung là không biết chữ, không biết đọc, biết viết trước khi vào trại. Ngày xưa không biết chữ, vào đây án tử bị bắt vào đây thì cán bộ cho đi học hành. Đến nơi đến chốn đi học thì nói chung là một tháng thì học được 4 tuần. Thế là cán bộ cũng cho đi cũng thích học. Năm nay thì giờ biết một tí chút gọi là để biết thôi. Nhưng còn biết hết thì chưa biết được. Biết viết được, tính toán được. Có thể mình bất cứ làm một cái gì để hoạt động được về cái đầu mình nó sáng suốt ra thêm. Và để sáng suốt ra thêm rồi đi học hành thì nó cũng cảm thấy là rất là tốt cho anh em chị em phạm nhân ở trong này. Xóa mù cho phạm nhân là dạy biết mặt chữ, dạy tập đọc và cũng phải uốn nắn từng nét chữ, không khác gì với học sinh lớp 1. Ngày xưa không biết chữ, không biết đọc. Bây giờ đang ở trại Ninh Khánh K3. Bây giờ mới cần cái bút đi viết chữ, viết rồi sau. Viết chữ thì mình viết chữ, đi viết giấy đi hỏi thang các con ở nhà. Việc xóa mù chữ cho người lớn tuổi đã khó, nhưng với những người lớn tuổi là dân tộc thiểu số, không biết tiếng phổ thông, lại có tư tưởng không thông suốt thì càng khó khăn hơn. Theo các quản giáo, giáo viên tại đây, những người tội nặng, án cao, không muốn cải tạo thì rất khó khăn trong việc dạy chữ, chứ chưa nói đến việc tuyên truyền pháp luật hay nói về lý lẽ, phải trái. Có những phạm nhân là khi mà hỏi đến là biết chữ O, A, chữ số, từ số, từ số 0 đến 9 này là còn không biết là số 0 đến 9, tức là mình có thể là ở nhà thì biết đọc tiếng dân tộc là biết, nhưng mà khi mà dịch tiếng Kinh là người ta lại không biết số đấy là số mấy, thế là khó khăn. Và là cái lứa tuổi thì lại là khác nhau, nó lại không đồng đều về cái lứa tuổi, người trẻ, người già, cái số thanh niên có, già cũng có, nên là nó không đồng đều về cái nhận thức, không đồng đều về nhận thức. Dẫn đến là rất là khó khăn trong cái việc giảng dạy.
Và một số phạm nhân thì nếu mà án cao thì là tư tưởng là chưa ổn định, dẫn đến là việc là học nó cũng ấy. Đấy, cũng có gặp rất là khó khăn. Lớp xóa mù chữ cho các phạm nhân ở đây được tổ chức đều đặn vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Theo các quản giáo, việc không biết chữ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vi phạm pháp luật và hậu quả phải vào đây để cải tạo. Vì thế, thông qua việc học tập để các phạm nhân hiểu được lý lẽ, có những suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, xác định quyết tâm học là để cho chính bản thân mình là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết trong quá trình giáo dục, cải tạo tại trại giam. Từ đó giúp họ cải tạo tốt, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Hội thi Kỹ thuật Sáng tạo Tuổi Trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023. Đây là sân chơi nghiên cứu khoa học truyền thống của tuổi trẻ ngành y tế thủ đô, thu hút được sự tham gia đông đảo của các y bác sĩ, dược sĩ trẻ đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1975, trải qua 48 năm với 29 lần tổ chức tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, Hội thi Kỹ thuật Sáng tạo Tuổi Trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội đã thu hút hàng nghìn đơn vị quân dân y và đông đảo đoàn viên, thanh niên, các y bác sĩ, dược sĩ trẻ hưởng ứng tham gia. Qua đó đã có nhiều đề tài, sáng kiến, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thủ đô và cả nước. Hội thi Kỹ thuật Sáng tạo Tuổi Trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 50 cơ sở y tế trên địa bàn thủ đô với hơn 500 y bác sĩ, dược sĩ trẻ. Hội thi năm nay có 4 nội dung chính và có nhiều nét mới, sáng tạo so với các kỳ hội thi trước, như thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y tế, triển lãm sáng tạo trẻ ngành y tế thủ đô, hội thảo khoa học với chủ đề chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân. Sau lễ phát động, hội thi diễn ra từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức hội thi năm nay. Chuyển sang những thông tin đang được dư luận quan tâm. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung chính là đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội, gọi điện đe dọa bố mẹ nạn nhân đòi chuộc 15 tỷ đồng vào hồi tháng 8 vừa qua. Theo cáo trạng, khoảng năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ nên đã nảy sinh ý định tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Sau nhiều lần tìm cách trộm cắp nhưng không được, chiều ngày 14 tháng 8, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc. Sau khi Trung điều khiển ô tô đến số nhà D7, BT7, khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thì thấy cháu Nguyễn Hoàng P, 7 tuổi, đang đi xe đạp một mình. Trung đã bắt cháu P lên xe ô tô và gọi điện thoại cho chị Đào Thanh Hát là mẹ cháu P, đe dọa và đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình của chị Hát chuẩn bị được 13 tỷ đồng. Theo yêu cầu của bị can, chị Hát mang tiền đến gần khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nhận túi tiền, Trung đã thả cháu P khi đối tượng đang bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội vây bắt. Quá trình chống trả, Trung lấy súng bắn đạn cao su ra bắn làm bị thương một cán bộ chiến sĩ công an quận Long Biên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh, 32 tuổi, trú tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung bị người tên Johnny Thanh lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Australia, phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Phòng Cảnh sát Hình sự xác định nghi can là Nguyễn Hữu Thạnh, quê Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam. Tại cơ quan công an, bước đầu Thạnh khai nhận để lừa được nạn nhân, Thạnh đóng giả là công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở văn phòng luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa gần 20 người với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và thua hết. Xác minh nhân thân, cơ quan công an xác định
Thạnh đang là nghi can bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh, đồng thời mời những ai là bị hại liên hệ cơ quan Công an Thành phố số 47 Lý Tự Trọng Đà Nẵng để giải quyết. Chỉ trong khoảng một tháng gần đây, người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã bị các đối tượng giả danh là công an, cán bộ viện kiểm sát, tòa án lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Lợi dụng người cao tuổi, kém hiểu biết, các đối tượng đã gọi điện lừa người dân rằng họ đang vướng vào các vụ án vi phạm phạt nguội giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra. Khi người dân lo sợ và chuyển tiền cho các đối tượng, số tiền này các đối tượng chuyển sang nhiều tài khoản khác nhau rồi chiếm đoạt. Nhiều vụ việc đã xảy ra, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, từ vài chục triệu đồng đến con số tiền tỷ. Đa số các nạn nhân bị lừa đều là người lớn tuổi, ít hiểu biết về các hình thức lừa đảo, lại không kể với người thân, bạn bè, nên không ai kịp can ngăn. Trước sự việc trên, Công an huyện Thanh Chương đã tập trung đấu tranh, triệt phá được hai vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng. Qua đó bắt giữ được hai đối tượng thường trú tại Hà Tĩnh và ba đối tượng ở Đồng Nai. Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển gần 1.000 chai rượu các loại sản xuất tại các nước ngoài có dấu hiệu nhập lậu, trị giá ước tính lên tới 450 triệu đồng. Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 11, tại địa bàn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51D44748 do ông Nguyễn Quang Tùng, sinh năm 1987, trú tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Tiến hành kiểm tra xe ô tô, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe vận chuyển 924 chai rượu các loại đều sản xuất tại nước ngoài. Một số chai rượu có số series của tem rượu trùng nhau, màu sắc nhòe, chất liệu dễ bong chóc nên hoa văn đan xen không rõ ràng. Sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đội quản lý thị trường số 7 đã tiếp nhận, kiểm tra và đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần tiếp theo của chương trình, Mỹ, Ả Rập Xê Út phối hợp nhằm ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông. Nhật Bản công bố gói tài chính trị giá 113 tỷ đô la Mỹ để chống lạm phát. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày hôm qua, 1 tháng 11, đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman để thảo luận về tầm quan trọng của quan hệ đối tác an ninh giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ lãnh thổ của Ả Rập Xê Út, cũng như củng cố và mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng song phương mạnh mẽ giữa hai nước. Bộ trưởng Lloyd Austin nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ả Rập Xê Út đối với ổn định và an ninh khu vực, đồng thời cảm ơn sự phối hợp và ủng hộ của Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Yemen. Bộ trưởng Lloyd Austin cũng hoan nghênh sự trợ giúp nhân đạo của Ả Rập Xê Út dành cho Ukraine cũng như các nỗ lực ở Sudan nhằm chủ trì các cuộc đối thoại ngoại giao và hỗ trợ các chiến dịch sơ tán công dân. Liên quan tới mối đe dọa gia tăng trong khu vực, Bộ trưởng Lloyd Austin nhắc lại cam kết của Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy hội nhập, đặc biệt là về phòng thủ trên không và tên lửa và an ninh hàng hải. Bộ trưởng Austin cũng cập nhật về hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel và tái khẳng định ưu tiên của Mỹ trong bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhất trí phối hợp nhằm ngăn chặn leo thang xung đột trong khu vực. Bộ trưởng Lloyd Austin nhấn mạnh cam kết của Mỹ bảo vệ các đối tác của Mỹ trong khu vực. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao an toàn AI toàn cầu diễn ra vào hôm qua ở Bletchley Park, miền trung xứ England, Vương quốc Anh, tuyên bố Bletchley đã được nhất trí thông qua nhằm thúc đẩy các nỗ lực phối hợp toàn cầu để đảm bảo an toàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Tuyên bố do 28 quốc gia ký kết được công bố ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị cấp cao an toàn AI toàn cầu. Trong thông báo đi kèm tuyên bố, chính phủ Anh nêu rõ nội dung tuyên bố bao trọn những mục tiêu chính của hội nghị về phát huy tinh thần đồng thuận và trách nhiệm chung liên quan đến những rủi ro, cơ hội và tiến trình thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đảm bảo sử dụng và nghiên cứu AI an toàn, đặc biệt là thông qua tăng cường hợp tác khoa học. Tuyên bố cũng khuyến khích sự minh bạch và trách nhiệm từ các bên có ý định phát triển công nghệ AI trong các kế hoạch để đánh giá, giám sát và giảm thiểu những tác hại có thể xảy ra. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay mùng 2 tháng 11 đã công bố chính phủ sẽ chi hơn 17.000 tỷ yên, tương đương với 113 tỷ đô la Mỹ cho một gói biện pháp nhằm giảm bớt tác động của lạm phát cao đối với nền kinh tế, trong đó sẽ bao gồm biện pháp cắt giảm thuế.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết để tài trợ một phần chi tiêu, chính phủ sẽ lập ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại là 13,1 nghìn tỷ yên. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc chi hơn 17 nghìn tỷ yên cho gói này, bao gồm việc cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế dân cư, cũng như trợ cấp để hạn chế hóa đơn xăng dầu và sinh hoạt. Hiện nay, tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản đã vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương trong hơn một năm qua, gây áp lực lên tiêu dùng và che mờ triển vọng tăng trưởng khi nền kinh tế trên đà chậm phục hồi sau những tác động tiêu cực hậu COVID-19. Ngoài kế hoạch tăng lương, ông Kishida cho biết chính phủ sẽ giảm bớt tác động lạm phát thông qua cách trả lại cho các hộ gia đình một phần doanh thu thuế dự kiến tăng. Ukraine vừa ban hành quy định mới về xuất khẩu nông sản nhằm tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp sở tại hoạt động trong lĩnh vực này. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, áp dụng với đối tượng là các nhà xuất khẩu lúa mì, ngô, lúa mạch, hạt có dầu và một số sản phẩm khác. Theo quy định mới, những công ty của Ukraine xuất khẩu các mặt hàng này phải đăng ký là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Chính phủ chỉ cấp phép đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đã được kiểm định cho các công ty không có nợ thuế và không liên quan tới thủ tục phá sản của tòa án. Riêng 3 tháng qua, Ukraine đã xuất khẩu 1,3 triệu tấn sản phẩm sau khi thiết lập được hành lang biển đen vào tháng 8, bất chấp những quan ngại về vấn đề an ninh, an toàn đối với các tàu đi qua hành lang này. Theo Trung tâm Khí hậu Bắc Kinh, tháng 10 năm nay, nhiệt độ trung bình đo được tại Đài quan trắc khí tượng Bắc Kinh là 15,6 độ C, cao hơn 1,8 độ C so với cùng kỳ các năm, trung bình từ năm 1991 đến năm 2020 và là mức nhiệt cao thứ hai cùng thời kỳ trong lịch sử kể từ năm 1961. Cũng theo dữ liệu từ Đài quan trắc khí tượng Bắc Kinh Trung Quốc công bố vào ngày 1 tháng 11, nhiệt độ trung bình ở thành phố này trong 10 ngày cuối tháng 10 là 14,5 độ C. Cao hơn 3,4 độ C so với cùng kỳ các năm và là mức cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Các chuyên gia khí tượng cho biết, không chỉ Bắc Kinh mà toàn bộ miền Bắc Trung Quốc cũng phải hứng chịu nền nhiệt cao vào cuối tháng 10. Nhiệt độ trung bình của thành phố Thiên Tân lân cận lên tới 16,2 độ C tính đến ngày 28 tháng 10, mức cao thứ hai trong hơn 50 năm qua. Các chuyên gia lý giải, sự chênh lệch nhiệt độ ở miền Bắc và miền Nam Trung Quốc ngày càng thu hẹp do hiện tượng nóng lên toàn cầu là nguyên nhân quan trọng khiến không khí lạnh khó tiếp cận. Không khí lạnh yếu đã khiến nền nhiệt tăng cao đáng kể. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng cộng 237 trạm khí tượng quốc gia ở Trung Quốc đã vượt mức nhiệt độ cao nhất trong lịch sử vào cuối tháng 10, và đây là điều hiếm gặp. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết của các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa vừa và rải rác có dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.